Từ 13 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2018, nhiều cửa hàng kinh doanh tuyến phố trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã nhộn nhịp đông đúc mua bán cờ Tổ quốc, khẩu hiệu băng rôn để cổ vũ cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Đường Lý Thường Kiệt và khu vực chợ Vườn Hoa, các hộ chuyên buôn bán tranh ảnh, trống, da bò, quần áo, chăn gối đã tạm gác công việc kinh doanh truyền thống để chuyển sang bán cờ Tổ quốc, khẩu hiệu băng rôn, kèn, đồ cổ động. Nhiều gia đình còn bày biện ra cả vỉa hè để làm trực tiếp các dán ngôi sao. Và dù nhiều giờ nữa trận chung kết giữa hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia mới bắt đầu, nhưng rất đông người đã đến mua, sẵn sàng cổ vũ. Thấy chiến thắng coi như là Việt Nam chiến thắng, cho nên là chuẩn bị trước và phục vụ cho Việt Nam chiến thắng. Việt Nam vô địch. Số lượng nhiều không anh? Không biết được nhiều. Nhưng mà nhiều người mua không ạ? Có nhiều người mua. Các cửa hàng chuyên dán đề can xe máy, ô tô cũng bận rộn không kém, bởi rất nhiều người đưa ô tô, xe máy đến dán hình cờ Tổ quốc, các câu khẩu hiệu lên xe. Quảng trường Lam Sơn cũng đã được lắp đặt màn hình rộng 500 inch để phục vụ khoảng 10.000 người xem. Đây là chương trình do Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức, nguồn vốn từ nguồn xã hội hóa. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.